Nên là nó bây giờ sẽ chết nha, nói cho mình nói nó ngu, nó không phải là ngu đâu, cho mình nó cực kỳ tinh vi. Tinh vi đấy, không phải. Cho mình nó tinh vi, phải nó ngu đâu, nhưng mà nó ngu là do thành tham sân si này thôi. Chứ còn cái chân mình nó tinh vi, nó khôn ngoan lắm, nó lanh lợi lắm chứ không phải. Nhưng mà thực tế cho mình nó không có tư duy được. Dạ, dạ, đúng đấy. Mà nó lanh, nó lanh ở chỗ cái gì vậy là do nó còn đang thiếu cái tư duy. Nó do cái vấn đề là cái tham từ lâu rồi. Mà nó phủ lên một lớp dày quá. Thế còn nếu mà nó phủ lên một lớp quá dày, bản chất là khi con người sinh ra bắt đầu bé thế này. Nó đã tham rồi, tham ngay từ tấm bé rồi. Nó chưa khóc được câu phát nó khóc xong nó đòi bú ngay. Thế xong nó tham rồi, tham ăn rồi, đúng không? Thế tham ăn mỗi một tuổi, cái tham nó là chồng lên. Thế là nó cứ tấp. Bây giờ mình tải nó ra. Đâu có khoảng một ngày hai ngày được nên là đúng vậy. Bây giờ nó vui là bây giờ thực tế ra một đứa trẻ mà sinh ra là do là gì, tức là do về cái chi kiến thứ hai là cái nhiều tướng. Thành thử tôi nói là cái tướng đồng nghiệp đó là gì, có theo tướng hình là thành thử lại mà sinh ra là nó đã có cái sẵn rồi, có sẵn, nó đã có cái nhân đó, nó nhiều đầu là cái chúng tử. Thành thử chị ấy nó đã có nói rồi, là bắt đầu nó vui chồng. Nó quân chập luôn, mà bây giờ ví dụ nó nằm ở trên bầu thai nó đã quân chập rồi, nó lột ra này nó nằm lưới nó cũng đã quân chập rồi, tức là bây giờ là gì, nó hãy mà nó đói một cái là nó quét cái là nó tạo ra cái gì, tức là nó tự nó quân chập cái gì, tự quân chập cái dục của nó, nó đòi ăn mà. Thế là bà mẹ vội vàng ấn cái bú vào trong miệng nhá. Nó cứ vung tập vô rồi, cái lúc này nó càng vung tập vô. Mà bây giờ hãy còn vung vô thì mình phải xả ra thôi chứ. Mình phải xả. Nó làm biết gì đâu. Mà bây giờ nó vung ra là gì, từ một đứa mà chưa sinh mà đến 12 tuổi. Là thiếu là thiếu nhi rồi bắt đầu nó qua tuổi đó rồi đến là thành là thiếu niên rồi qua thành là thanh niên. Thế nó học ở đời là nó vung vô rồi cầu ơi chúng nó là sao xả. Nói nhưng mà nhờ pháp phòng này nó cũng xả được hết. Thiền xả trong mà xả hết. Mà nó có pháp xả chứ không phải nói là xả. Còn bên kia không có pháp xả, ức chế không mà. Ức chế thì nó lột tư tưởng. Mình nhờ cái pháp xả chứ mà. Nên là cái người mẹ mà họ biết pháp ấy, được pháp Phật ấy, vuốt về chính đáng thì là họ sẽ cho nó ăn đúng giờ. Mày đói không gian, mình mày nào cho nó không gian thì mình chính là mình ngăn nó ác gì đã cho nó. Chứ còn cứ bã cho nó ăn ngày 8, 9, 10 bữa thì thôi rồi, nó cứ thích rồi. Mà cái mà ăn mà ít bữa thì từ cái lúc mà nó bú ấy, nó ăn ấy thì nó sẽ phải cố gắng ăn no. Là cái thằng tưởng ở trong đầu ấy là nó rất khiếp chết, đúng không? Nó khiếp chết cho nó phải ăn nhiều vào. Thế là nó bắt đầu là, cũng như mình như này, đầu tiên mình ăn tập ngày ăn bữa, đầu tiên là bữa trưa là khi thành tựu bữa tối xong rồi nhá. Đấy, xong bắt đầu đến bữa sáng mình bỏ, bắt đầu là tối mà ăn thì thằng trưa nó lại cố ăn tí. Xong bắt đầu đến một bữa rồi thì nó lại bảo ông mày ăn cố ăn đủ đi, nó là đủ rồi chứ sao chết kia. Đấy là cái thằng bé như vậy, nếu mẹ mà biết pháp ấy thì mẹ sẽ làm được cái động tác vậy, con người ăn đúng giờ ngủ đúng giờ thì là tốt thôi, có gì đâu. Bây giờ nó mà ngân mưa thì có khi là mưa.